hôm nay là một ngày thú vị, bởi vì sau một chuỗi làm việc căng thẳng thì hôm nay đội ngũ phiên dịch viên được lên một cái chỗ cao nhìn ra phong cảnh đẹp. Và nhưng mà nội dung thì cũng không dễ hơn đâu nha. Lát nữa mình sẽ giới thiệu cho con biết hôm nay làm cái gì và làm ở đâu. Đây là địa điểm mà tôi muốn cho bạn biết, tầng 23 của khách sạn Sheraton. Chỗ này không phải thường xuyên xảy ra hội nghị đâu nha. Buổi phiên dịch là diễn ra ở tầng 23 khách sạn Sheraton, rất là đẹp, nhìn ra view thành phố và có một bối cảnh formal nhưng cũng ấm cúng. Sự kiện của tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư kết hợp với công ty PwC Việt Nam. Tên của chương trình tiếng Anh và tiếng Việt đều dịch rất là hay, đó là Securing the DNA of Trust, Securing Family Business Legacy. Tiếng Việt dịch là giữ DNA niềm tin, giữ sản nghiệp gia đình. Nói như những chuyên gia của PwC thì xây dựng một công ty đã khó rồi, rồi giữ gìn cái tài sản, cái sản nghiệp công ty đó để lại cho thế hệ sau lại càng khó hơn. Bởi vì một doanh nghiệp là tài sản và khối óc, cũng là trái tim của những người sáng lập nó. Cho nên khi bạn giao lại cho thế hệ sau, next generation, thì có một cái sự nuối tiếc nhất định. Cho nên quá trình chuyển giao nó không có suôn sẻ. Và đó cũng là lý do vì sao mà các doanh nghiệp gia đình thường lại gặp trục trặc trong cái khâu mà chuyển giao thế hệ. Khi chúng tôi nhìn lại thì đúng là cái từ khóa niềm tin ở đây là công ty AKT, phiên dịch viên BAKT đã làm được trong nhiều năm qua. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã có mặt và đã được quý vị tin cậy trong suốt chiều dài 20 năm hoạt động hành nghề. I hope to see you more in future events. Thank you. Và đội ngũ phiên dịch viên cũng rất là vui được thường xuyên được khách hàng tin cậy trong những sự kiện như thế này các bạn. Tức là sự kiện từ lớn tới nhỏ, từ những sự kiện tầm cỡ vài trăm người, vài ngàn người cho tới sự kiện mà nó ấm cúng thân mật nhưng mà chiều sâu như thế này. Và chúng tôi luôn luôn được tin cậy bởi vì chúng tôi có SK, Attitude, Skills and Knowledge, phải không ạ? Với những cái đó thì chúng tôi rất là vui mừng được khách hàng tin cậy. Và các bạn cũng là những khách hàng kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.